Dạ, mình chào quý cô chú anh chị em trên kênh Pháp Thái TV ha. Thì hôm nay Pháp Thái xin chia sẻ với quý cô chú cùng ngắm một cái cây hoa giấy gốc sát pháo, còn hay còn gọi là cao bồi, là giấy ta của mình. Thì sử dụng ghép cái dòng mới, hoa giấy mới, đó là tím Pháp nha quý cô chú anh chị. Thì những cái nguồn giấy ta của mình đó, thì hiện tại bây giờ nó dần lắng dịu so với những cái dòng nhập khẩu từ nước ngoài. Thì có rất là nhiều, có đa dạng những cái dòng mới. Thì đây là một cái độ sai hoa của dòng tím Pháp. Tím Pháp này, cái dòng lá thì nói chung đó là nó khác biệt giữa cái màu lá là nó rất là đậm, màu lá xanh, xanh đen, hoa nó màu tím, một cái màu tím rất là ngọt, nên nó rất là nổi so với những cái dòng khác quý cô chú anh chị, màu tím ha. Thì một cái cây sát pháo này thì thời buổi trước kia tầm khoảng 1-2 năm thì theo như chú chia sẻ thì tầm khoảng 15 triệu quý cô chú anh chị, nhưng mà thời bây giờ thì 10 triệu là tại vườn ha. Và cái độ sai hoa của tím Pháp thì quý cô chú biết rồi, rực rỡ sắc màu luôn, rất là mê ha. Sai hoa bông phải nói là phủ kính mặt lá luôn quý cô chú anh chị. Mình sẽ dùm máy quý cô chú mình xem. Thuốc lá một cái là thuốc bông bỏ hết, đừng là sao tới Tết là dòng thấy bông không thấy cái lá. Và đặc biệt cái dòng này thì nó rất là mạnh hả chú, rất là mạnh mà lá cũng đẹp nữa. Cái dòng giấy cao bồi xưa của mình nó rất, cái gốc nó rất là già, là cổ quý cô chú anh chị. Thì gốc này lúc trước kia là chú ghép ngũ sắc, nhưng mà bây giờ chuyển đổi sang mình chơi mấy cái giống mới cho nó lạ theo cái thị trường, theo cái yêu cầu của thị trường. Thì thường bây giờ là tìm những cái nguồn mới, giống mới thôi. Cây này thì hiện tại giá trị tại vườn là chú đưa ra là 10 triệu quý cô chú anh chị ơi. Đó, cây rất là đẹp luôn, hoa nè. Mình zoom máy cho quý cô chú mình thấy cái độ sai hoa của tím Pháp nha. Cánh rất là to. Thường bây giờ đa dạng là những cái dòng nhập khẩu tím Pháp nè, tím Tuyết nè, rồi những cái dòng giống như là đỏ lửa, cam lửa hay là dưa hấu, rất là nhiều ha. Cây này thì mình lên chậu, nói chung là nó 2-3 thân nhưng mà nó gom. Cái ở chỗ cái phơm tàn và cái xu hướng chơi cái phơm tàn một cốt thoát thân cao, cái tàn tròn như vậy là rất là thịnh hành. Phải nói là quá xá, nó phun cái mặt bông. Thì cái dòng này nó mới nở thì tím đậm, sau này thì hoa nó già nè quý cô chú anh chị. Nó ngã hơn một cái màu sậm hơi hơi một tí thôi. Tổng thể cái cây nè cực kỳ đẹp ha. Độ sai hoa nó rất là nổi. Mình để mình đi xa xa cho quý cô chú anh chị mình xem. Và cái những cái tác phẩm bonsai thường sử dụng những cái cây mà nó sai hoa để mà mình vô dây mình chỉnh sửa. Đó, quý cô chú anh chị mình thấy không, nổi trội giữa một cái khung trời ha, cực kỳ đẹp. Trong vườn thì cũng sẵn đây mình một cái dịp mình đến thì chia sẻ một cái cây mai luôn, gốc rất là quái luôn. Này vô tác phẩm bonsai quý cô chú anh chị, vô dây thì nói chung là lợp một nước cho chia tiền chia tàn giống như là tự nhiên thôi. Cái này dáng này thì giống như một cái con lạc đà chú. Đây, này có cái chi ngoài sau nữa. Một cây đó ngay, không phải nhiều cây. Nó dính liền nhưng mà cái này là do rễ nó trầm nó lên đó ha. Cái rễ nó là cái đế nó lên cây rồi. Dạ. Nó lớn dần theo. Này giống như là một cái con thú nè, có một cái chi thẳng ở trên. Tam tài. Phúc lục thọ luôn hả chú? Đây, bên này cái mặt tiền bên này là quý chú anh chị. Đường thân rất là đẹp ha. Đây. Như gốc này mình giao lưu giá tại vườn là tầm khoảng nhiêu hả chú? 30 triệu ha. Có một cái gốc như thế này, nguyên combo chậu luôn quý cô chú, chậu thôi nha và cây 30 triệu. Cây đế rất là quái luôn. Đang càng thăm thiết luôn, bự lắm. Quanh này ngay vị trí em này chú có đo thử nhiêu không? Không lo gì mà bự lắm, cỡ 5 tấc mấy 6 tấc. À, cái này chắc có độ chắc tầm khoảng 3 tay mới giáp á. Đó này thì có 3 tấc mấy, còn dưới này là cái cổ. Đúng rồi, mình tính ngay cái hai cái eo này và cái vị trí này thôi, mà cái thân này với thân này rất là cân. Phơm tàn thì dày đặc rồi quý chú ơi, thành phẩm rồi. Cái này về quý chú mình chỉ cần bệnh dây vô thêm thôi. Sửa chỉnh sơ rồi để vậy là khỏi cần sửa luôn, chỉ so le là hớt bỏ thôi. Mình chơi cái tàn tự nhiên ha.
không có tự nhiên nhưng mà tàn sữa, nhưng mà ta đẹp ra chi thành phẩm hết nè. Dạ dạ, chi ta có đầy đủ thì mình đã nhạo một nước rồi, nhưng mình tạo khung sẵn rồi, bây giờ chỉ về để tàn tự nhiên nữa thôi. Tại tàn nhiên. Dạ, chứ nào cho le mình hớt bỏ thôi. Quý cô chú mình thấy xa xa cái gốc bông giấy rất là nổi trội. Bên đây thì có một gốc mai xù khủng luôn. Xù từ trên xuống xù chảy. Cái này đang nuôi và rất là mạnh ở chỗ là những cái vết cắt này chú xử lý và nó đang kéo nhựa hết trơn rồi. Đây. Để giống như là một con thú luôn quý cô chú anh chị. Và cái chậu này là tại vì demo vô cho quý cô chú anh chị mình là chú đang đưa cái chi vô đây nè. Đó, chứ nếu như lấy cái chậu này ra là nhìn cái góc này rất là khủng luôn. Cực kỳ đẹp ha. Đế chảy nè quý cô chú anh chị. Đây, ở xa xa này quý cô chú mình thấy được mấy cái độ quái của cái góc này ha. Đây, cái chi đây là cái đuôi nè. Một cái con thú đang ngồi chòm chân ra ngoài trước ha. Đó. Cái này nó có một cái dáng nhánh ở đây nữa. Nếu như cái dáng này thì quý chú mình lấy đỉnh đầu lên, dáng này thì nó bay. Triều phu quái tử. Dáng gì chú? Triều phu quái tử. À. Triều phu. Triều phu quái tử cha cổng con. À, cha cổng con ha. Này là cái lưng nè quý chú anh chị. Nó còn cái này có cái đế còn sâu á. Hoành eo chỗ này chú có đo thử nhiêu không? 65. Xù nó chảy kéo hết trơn quý cô chú anh chị. Cây rất là quái ha. Này là vô thuộc cây VIP rồi. Thằng hiếm ăn độc lạ rồi. Theo như cái cây này là chú có giao lưu không? Ví dụ như được anh chị em nào mà hợp nhãn á. Là nói thiệt người ta trả tôi 200 tôi bán. Dạ. Là cái gốc này là có người trả rồi nhưng mà 200 triệu. Còn chú cái giá của chú ra là 250 mới đồng ý giao lưu. Đó, cái này là do cái hộp nhãn quý cô chú anh chị. Cực kỳ đẹp luôn. Đây. Thích nhất là cái đế này ha. Nó quậu qua đây nhìn rất đẹp. Chưa khai thác hết mà. Tại cây mới mình đâu dám khai thác hết. Mình không dám bung lên nhiều ha. Cái bộ đế ở đây nó rất là lực quý cô chú anh chị. Quái ha. Hai thân này nó cũng na ná nhau ha. Đây là thân này là thân cha nó cộm hơn. Là con rất là duyên một cái cây. Hôm nay cũng một cái dịp ghé làng hoa giấy Tân Dương nên chia sẻ với quý cô chú những cái gốc mai trong vườn luôn sẵn đây cho quý cô chú mình đam mê sưu tầm. Và mình sẽ xin số điện thoại của chú để mình để dưới phần mô tả cho quý cô chú anh chị nào mà thích yêu thích là xem clip này thì liên hệ. Đây là mai. Gốc này cũng rất là dáng rất là quái luôn. Có cái bộ đế đang đôn lên nè. Và nó cũng có một cái chi tử ở đây nha. Thân rất là đẹp quý cô chú anh chị. Chù bãi tán vùng nhiều lắm, bà con cứ việc tham qua cứ khảo sát thích chỗ nào. Nếu như mà có điều kiện đến đây thì quý cô chú mình Phan Thái sẽ để số điện thoại của chú ở dưới phần mô tả, quý cô chú mình cứ liên hệ tới đây để vườn mình tham quan mình chơi, chia sẻ kinh nghiệm cũng được, hoặc là thích gốc nào thì giao lưu gốc đó. Những cái gốc này rất là quái dị luôn, giống như một cái con thú và đế rất là nơm ha. Như gốc này trong vườn là giá sao chú? 30 ha. 30 triệu cho một gốc này. Rất là đẹp quý cô chú anh chị. Vườn rất là nhiều quý cô chú anh chị. Lên từ cây kiển thì nói chung rất là cây rất là khủng. Tuyệt vời ha. Gốc mai trong vườn thì chú sưu tầm những gốc khủng không à. Đây để nè. Những cái hoành này đâu có dưới tầm khoảng 70-80 chú. Mai dảo từ 7 cho tới 9, 10 cánh ha. Đây. Ồ, cái bộ đế nè. Cực kỳ đẹp luôn. Đây là một cái cũng một cái duyên gặp chú rồi. Bữa nay mình chia sẻ quý cô chú anh chị mình đam mê. Xù dảo thơm nè. Xù dảo thơm hả chú? Bông thơm phức. Đó. À. Ngày dám bao quay mặt bông cho ta coi rồi. Đây con kiếm một cái hoa. Đó. Cao quá con cứ giới không tới rồi. Đây. Hoa nào quý cô chú anh chị. Ngửi rất là thơm. Rất thơm quý cô chú anh chị.
một cái mùi hương thơm của mai vàng, một cái đặc trưng của một cái vẻ đẹp và cái cây kiểng ở người Việt mình không thể thiếu trong những ngày xuân. Đây là nó xù lên tới kéo trên chua luôn rồi. Tôi là sưu tầm đồ cổ, đế dạ. Mà bệnh đế mà không có đế là không chơi. Đây. À, cái co lắc này rất là đẹp hả chú, nó tô thêm cái vẻ đẹp cho cây. Cây này với cái đó mình đập đó. À, cây bên đây nữa ha. Ừ. Là cái tàn và cái dáng cũng giống nhau luôn ha. Thường kiếm một cặp giống nhau nó rất là khó với cô chú anh chị. Chú sở hữu những cái gốc phải nói đẹp đây. Tuyệt vời. Và trong vườn thì còn có hoa giấy rất là nhiều loại luôn. Ở đây là tím tuyết nè, một trong những dòng siêu hoa. Và cái xu hướng chơi rất là thịnh cái dòng này. Tại vì cái độ sai hoa của nó không phượt. Mỗi lần nó ra hoa là nó phải nói là nó rất là bắt mắt. Ở đây là chiều tím, tím chiều vàng. À, đây là tím Pháp như cái cây to hồi nãy. À, đây là đỏ lửa. Dạ, tím tuyết. Tím tuyết cái độ sai hoa của nó là phải nói là nó nhặt nhánh và sai hoa. Đế thì nói chung rất là quái luôn. À, thêm một cái dòng nữa quý cô chú. Tím tuyết à, không phải nói rồi, nó sai hoa. Cái dòng này là mình có tên gì chú? Không biết, cô nhỏ nó mua nó đẹp. Giống mới không, bây giờ chơi giống mới không à. Cái này là lá cẩm thạch. Nhưng mà cái độ hoa thì hoa kép. À, và mình cũng xin sơ lược nói một số nó quý cô chú anh chị. Do một cái những cái dòng á thường xuất hiện ở Việt Nam mình nên có cái tên thì cũng rất là lâu rồi. Và những cái tên mà mới nhập về thì đa số là tên tiếng Anh, nhưng mà mình thông dịch lại tiếng Việt của mình cho nó hợp lý. Nên những cái dòng này thì lá cẩm thạch và hoa kép như thế này thì mình cũng chưa biết được cái tên. Đây, có sakura cánh kép thì mình đã biết quý cô chú anh chị. Phải nói một cái màu rất là đẹp ha. Hoa chùm. Rất là lạ luôn. Và đây là tím tuyết của chú anh chị mình thấy nè. Khi mà nó lên hoa nè. Đây là tím tuyết lá cẩm thạch, khác cái dòng tím tuyết thường của mình. Tím tuyết thường của mình thì hoa nó to. Tím tuyết lá cẩm thạch thì cái lá nó hơi nhỏ hơn và hoa nó cũng hơi nhỏ hơn. Mà cái độ sai hoa thì cũng độ giống nhau luôn. Đây, cây chiều tím nè. Bên kia chắc có thể là đỏ kim cương. Và những cái chậu hoa giấy để sổ để quái nè quý cô chú anh chị. Thường ở những cái tác phẩm bonsai là phải tay cành như thế này. Mình lên bonsai và những cái gốc mình chơi tàn. Thì trong bonsai thì nó có rất là nhiều loại. Rất là nhiều vẻ dáng ha. Đây như này dáng đổ nè. Ghép tím Pháp. Nó được cực kỳ luôn. Xa xa bên kia là có những cái gốc mai cũng rất là lớn luôn. Nếu như vườn chú quay nhiều thì có thể là rất là nhiều gốc đẹp. Nhưng mà do chia sẻ quý cô chú anh chị mình xem vui thôi. Bên kia thì cái xu hướng một cốt, cái tông một cốt vậy đó quý cô chú anh chị. Đây để mình qua ha. Để đi lòn bên này qua. Hiện tại bây giờ có một số anh chị em chơi thích một cái tông một cốt như thế này nè. Ghép cái phơm tàn lên. Đây một cốt ha, thân dáng lông lắc lượng. Hoặc là một cốt thân tri thẳng đứng cũng được. Cái xu hướng bây giờ á. Và đây là tím cẩm thạch tím siêu hoa của dòng của có lâu rồi. Mình sẽ đi dài ra quý cô chú ơi. Vườn phải nói cúc mai rất là quái. Đỏ lửa. Đỏ lửa chú. Cái này theo như cái tên đầy đủ là ngọn lửa màu đỏ. Có cái tên của đỏ lửa đúng không? Dạ tím lửa, cam lửa. Từ đây mình thông dịch về và mình lấy cái tên nó hợp lý nhất. Như đỏ lửa là có một cái tên tiếng Anh. Người ta thông dịch ra là ngọn lửa đỏ. Cây này thì cũng có một cái tên cái dòng mới này. Đó là tên gì con cũng quên này. Nhưng mà cái dòng này cái rau uống vô tùm lum cho gì mình. Nó giống như là cái rau húng nhũi vậy đó. Tôi bông giấy cũng đặt tôi đa số là mai. Dạ, đây cái tông này nãy giờ mình nói nè. Thân tri một cốt và nó cái phơm tàn nó tròn như thế này nè. Đó. Tại vì quý cô chú anh chị biết rồi, nhằm khi mình làm một cái vấn đề lớp nào bên bông trang lớp nào bên bông giấy nhiều dòng quá thì Pháp Thái đôi khi nó cũng có những cái quên. Nên cái dòng này mình đã sen đen, đúng rồi. Mình đã nhớ rồi. Đây cái dòng này là sen đen.
À, hoa rất là đẹp nha, hoa rất đẹp. Dòng này cái lá nó hơi quắn quắn vậy, nó giống như rau húng nhủi mình vậy đó. Sen đen. Và cũng rất là vui khi hôm nay mình đến đây để có dịp giao lưu và chia sẻ vườn của chú ha. Thì mình sẽ để tên và số điện thoại của chú ở phần mô tả dưới của chú, anh chị nào cần thì cứ liên hệ ở chỗ chú, rồi mình đến vườn mình xem, mình chiêm ngưỡng những gốc này, hoặc là mình giao lưu cái vấn đề chăm sóc, chia sẻ hoa kiển. Ấn tượng nhất là cái gốc này, rất là quái luôn. Rồi, Phá Thái TV chân thành cảm ơn và kính chúc quý cô chú nhiều sức khỏe. Hôm nay đặc biệt là một cái cây tím Pháp chủ đạo hôm nay lên màu hoa và rất là rực rỡ ha. Rồi, xin tổng chào quý cô chú, hẹn gặp lại ha.